This is Radio Free Asia. Khoa Diễm và Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2010 với những bản tin đáng chú ý đầu ngày. Việt Nam hiện đang dư thừa nhiều cán bộ cấp thứ trưởng. Thêm một tập đoàn công nghiệp Việt Nam bị hạ điểm tín dụng. Trung Quốc lo ngại là tình hình Triều Tiên sẽ xấu hơn. Kính thưa quý vị, tập đoàn than khoáng sản Việt Nam Vinacom vừa bị Standard & Poor's, một tổ chức quốc tế chuyên đánh giá tín dụng các công ty, hạ thấp điểm đánh giá về uy tín tài chính từ BB xuống BB trừ. Standard & Poor's cho biết mức đánh giá mới này phản ánh nhận định về khả năng hỗ trợ của chính phủ cho các tập đoàn khi gặp khó khăn về tài chính từ mức rất cao xuống mức thấp. Quyết định này xuất hiện trong bối cảnh bất ổn gia tăng khi tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin tới hạn trả các khoản nợ bằng ngoại tệ. Trước đó, công ty lượng giá tài chính Moody's hồi đầu tháng này cho biết vì tình hình của Vinashin mà họ xét duyệt lại và có thể hạ điểm của Vinacom. Việt Nam sẽ thiếu điện trầm trọng trong mùa khô 2011. Một quan chức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự báo trong mùa khô năm 2011, cả nước sẽ thiếu khoảng 1,4 tỷ kWh điện vì lượng nước trong các hồ thủy điện có thể bị thiếu hụt. Theo Phó Tổng Giám đốc EVN Dương Quang Thành, thì mặc dù gần đây lũ lụt thường xuyên xảy ra tại miền Trung, nhưng mức nước ở các hồ thủy điện trên các dòng sông lớn như sông Đà, sông Sê San và sông Đồng Nai vẫn rất thấp. Trong khi lượng nước thủy điện thiếu hụt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hy vọng bù đắp lượng điện thiếu bằng các dự án điện khác. Tuy vậy, một số nhà máy điện như nhiệt điện vẫn còn chưa ổn định và thường xảy ra sự cố. Theo dự tính, nhu cầu điện cả nước năm 2011 sẽ ở mức gần 120 tỷ kW, tăng hơn 16% so với năm 2010. Cũng tiếp theo tin Việt Nam, theo đánh giá của Bộ Nội vụ, thì hiện nay, chính phủ Việt Nam không chỉ đôi dư số lượng thứ trưởng, mà số lượng phó vụ trưởng ở nhiều bộ cũng tăng lên. Trong khi đó, nhiều bộ, ngành vẫn tiếp tục xin lập thêm tổng cục và cục. Theo Bộ Nội vụ, hiện nhiều bộ có số cán bộ cấp phó tại các vụ, cục cũng còn nhiều hơn so với quy định, thậm chí lên đến 7 người so với mức quy định chỉ có 3. Cũng theo báo cáo của Bộ Nội vụ, thì cùng với việc dư thừa cán bộ ở cấp thứ trưởng, thì số tổng cục, cục và đơn vị tương đương cũng đã tăng thêm 39 đơn vị. Trung Quốc lo ngại tình hình bán đảo Triều Tiên có thể trở nên xấu hơn nếu không có cách giải quyết hợp lý. Đó là nội dung phát biểu mà Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đưa ra hồi sáng nay trong cuộc thảo luận qua điện thoại với ông Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Bản tin do Nhà Trắng phổ biến nói rằng, về phía Mỹ, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh đứng chung với thế giới để cùng gửi một thông điệp mạnh mẽ đến chính phủ Bắc Hàn. Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rõ là Bắc Hàn phải chấm dứt ngay ý định tiếp tục pháo kích vào lãnh thổ Nam Hàn hay là những hành động gây chiến khác. Những lo ngại của Bắc Kinh được đưa ra trong lúc các đại diện Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn gặp nhau tại Washington với mục đích cùng soạn thảo một chiến lược nhằm đối phó với Bắc Hàn. Cuộc họp diễn ra với sự tham dự của các vị ngoại trưởng ba nước đồng minh và bản tin của tờ Nhật báo The Washington Post cho rằng Washington, Seoul và Tokyo không hài lòng với thái độ mềm mỏng mà Bắc Kinh đang thể hiện với Bình Nhưỡng, đặc biệt là việc để yên cho Bắc Hàn làm giàu uranium và mở các cuộc chiến tấn công vào miền Nam. Diễm Thi và Khoa Diễm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin.